Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thế giới cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, phát biểu tại khoa học thứ 78 của Đại đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố Israel đang trong thời kỳ đỉnh cao của hòa bình với Ả Rập Xê Út. Trong phát biểu của mình, ông Netanyahu cho biết Nền hòa bình mang tính lịch sử giữa Israel và Ả Rập Xê Út sẽ còn phải đi một chặng đường dài để giúp chấm dứt xung đột giữa Ả Rập Xê Út và Israel, nhưng nền hòa bình này sẽ khuyến khích các nước Ả Rập đạt tiến triển trong việc bình thường hóa mối quan hệ với Israel, đồng thời nó sẽ thúc đẩy triển vọng hòa bình với Palestine. Ông cho biết thêm, hòa bình giữa Israel và Ả Rập Xê Út sẽ tạo ra một trung đồng mới Bên lề khoa học 78 Đại đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Tichajato hôm qua đã kêu gọi các nước phương Tây mời Iran tham gia các cuộc đối thoại ngoại giao nhằm đảm bảo an ninh ở khu vực Trung Đông. Ông Zizato nhấn mạnh sự vấn mặt của Iran có thể gây ra bất ổn ở Trung Đông và kéo theo khả năng nổ ra xung đột an ninh hoặc vũ trang trong khu vực. Trả lời báo giới, ông Zizato nói, Việc đảm bảo an ninh Trung Đông là vô cùng quan trọng. Để đạt được điều đó, cần có sự tham gia của Iran vào cộng đồng chính trị quốc tế. Nếu các nước phương Tây không hành động để đưa Iran tới bàn thảo luận, chúng ta sẽ đánh mất một cơ hội lớn. Ông Zizato cũng cho biết Hungary đang tham gia vào chương trình giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế với mục tiêu thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân của Iran một cách hòa bình. Trong một diễn biến khác, Bộ ngoại giao Iran đã triệu đại biện lâm thời thụy sĩ, cơ quan đại diện cho lễ của Mỹ ở Iran để phản đối những cáo buộc mà Tehran cho là vô căn cứ của Washington và Hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC. Bộ ngoại giao Iran hôm qua ra tuyên bố cho biết đại biện lâm thời Thụy Sĩ đã được triệu đến, mục đích là để giới chức Iran bày tỏ sự phản đối và lên án đối với tuyên bố chung mà các bộ trưởng ngoại giao Mỹ và GCC đưa ra mới đây sau cuộc đối thoại ở New York. Trong tuyên bố, Iran đã tái khẳng định quyết tâm của nước này trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh và lợi ích của mình trước mọi mối đe dọa. Trước đó, Mỹ và GCC đã nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với lời kêu gọi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho tranh chấp giữa Iran và UAE đối với ba hòn đảo Abu Musa, Ristertun và Lissertun ở Vịnh Ba Tư. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Quốc, Vasily Nebenzia, hôm qua nói với báo giới rằng Nga đã trở lại châu Phi và các nước châu Phi cũng đã chú trọng đến mối quan hệ tốt đẹp với Moscow. Trả lời báo giới, ông Nebenzia nói, Nga đã quay trở lại châu Phi. Theo ông Nebenzia, tất cả các bộ trưởng châu Phi khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đều đã xác nhận rằng thương mại kinh tế của nước họ với Nga đang phát triển. Ông Nebanzia đồng thời chỉ ra rằng Nga đang hợp tác chặt chẽ với các nước châu Phi trên nguyên tắc các giải pháp cho các vấn đề của châu Phi là do người châu Phi đưa ra và Nga chỉ là bên giúp đỡ khi các giải pháp được thực hiện. Ông Nebanzia nêu rõ, điều đó có nghĩa là không bảo người châu Phi phải sống như thế nào mà thay vào đó tốt hơn là giúp họ làm những gì họ muốn. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Lincoln và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm qua đã có cuộc họp tại New York, Mỹ để thảo luận về việc tăng cường mối quan hệ song phương. Cuộc họp diễn ra trong 45 phút tại khách sạn Cung điện Lotte. Cuộc gặp, hai bên đã chức trí thực hiện những bước tiến cụ thể và mang tính chủ động nhằm đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới, trong đó có hợp tác về năng lượng và thúc đẩy thương mại song phương. Ông Lincoln và ông Fidan cũng đã thảo luận về nỗ lực khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và việc kết nạp Thủy Điển vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thưa quý vị, theo kế hoạch thì hôm nay Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Michigan để gặp gỡ với những người đang tham gia cuộc đình công của ngành sản xuất ô tô ở Detroit. Trong chuyến thăm Michigan, ông Biden dự kiến sẽ thể hiện sự ủng hộ cuộc đình công của các công nhân ba nhà sản xuất xe hơi lớn gồm General Motors, Stellantis và Ford Motor. Phát biểu trước chuyến thăm, ông Biden nói: Thứ ba, tôi sẽ đến Michigan để tham gia vào dòng người biểu tình và đoàn kết với những người đàn ông và phụ nữ của nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô UAW khi họ đấu tranh để giành được sự chia sẻ công bằng về giá trị mà họ đã giúp tạo ra. Hôm qua, UAW đã gửi lời mời ông Biden đến thăm các công nhân trong ngành. Vừa là thời <laughs> lượng dành cho bạn từ thế giới cập nhật lúc 15 giờ của đài phát thanh truyền hình Đồng Nai.